lấy ý suy niệm lời Chúa. Lễ Chúa Giáng sinh, lễ Rạng Đông. Lời Chúa. Tin mừng theo Thánh Luca, chương thứ 2, từ câu 15 đến câu 20. Đoạn tin mừng trong thánh lễ hôm nay là đoạn thứ 3 trong bài tường thuật về việc Chúa sinh ra của Thánh Luca, và cũng là đoạn kết của tường thuật. Trong đoạn thứ nhất, thánh sử nói đến Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu và Thánh Giuse. Đoạn thứ hai nói đến những người chăn chiên được báo tin Chúa sinh ra. Và đoạn cuối này nói đến phản ứng của những người chăn chiên sau khi nghe loan báo tin mừng Chúa Giáng sinh. Sau khi nghe thiên thần báo Chúa đã Giáng sinh trong thành David, mấy cậu chăn chiên hối hả ra đi tìm đấng họ đã nghe biết. Đến nơi, họ đã nhìn thấy như thiên thần đã loan báo, một trẻ sơ sinh bọc tả nằm trong máng cỏ. Họ thấy Maria và Giuse. Thánh Luca không nói rõ họ đã làm gì, họ phản ứng lúc ấy như thế nào, mà chỉ nói rằng họ kể lại điều họ được mắt thấy tai nghe về hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thánh Luca không tường thuật thái độ của mấy tay chăn chiên. Họ có nhìn nhận trẻ em nằm trong máng cỏ kia là đấng mà các tiên tri loan báo không? Họ có thờ lại Chúa không? Chúng ta không biết. Chỉ biết rằng khi họ ra về, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa vì những điều họ được tai nghe mắt thấy, theo như họ đã được loan báo. Họ là những người như thế nào mà lại được vinh dự nhận ra Chúa hài đồng đầu tiên như thế? Họ chỉ là những người chăn chiên, là những người bị xem là những người nguội đạo, không mấy khi đến đền thờ vì họ ở trong đồng với đoàn chiên. Thế nhưng họ đã được Chúa đoái thương. Chúa Giêsu sau này đã nói: "Lạy Cha, con xưng tụng Cha vì Cha đã không mặc khải cho những người hiền triết khôn ngoan biết những mầu nhiệm của Cha, mà chỉ mặc khải cho những kẻ bé mọn." Chúng ta có thể nói, điều kiện để đón nhận Chúa là sự khó nghèo nội tâm. Một tâm hồn nghèo khó, không ham mê bất cứ điều gì ở trần gian, như Thánh Phaolô nói, có như không có, hưởng thụ như không có gì. Nghèo khó là khiêm tốn, nhìn nhận thân phận yếu hèn tội lỗi của mình, thành thật trước mặt Chúa. Nghèo khó là chọn chỗ rốt hết, như Chúa Giêsu đã chọn chỗ rốt hết, đến nỗi không ai giành được chỗ đó của Ngài. Nghèo khó là cảm thấy mình cần đến Chúa, và đó mới là yêu. Yêu chính là cảm thấy mình cần đến người mình yêu mới có thể sống nổi. Bài học Bethlehem là đó. Thế giới ngày hôm nay, một thế giới giàu có về vật chất, kỹ thuật, đã tưởng rằng mình không cần đến Thiên Chúa, và có người đã tạo ra một quả ngục trần gian cho con người. Con người chỉ biết sống cho mình mà không nghĩ đến người anh em của mình. Có chăng một vài nhóm người lẻ tẻ. Ý muốn thống trị, lòng ích kỷ, kiêu căng đã tạo nên một thế giới vô cảm, dã man. Chiến tranh và giết chóc là cơm bữa hôm nay. Con người tưởng rằng mình có thể tạo hạnh phúc cho mình, nhưng họ chỉ tạo nên tai họa và sợ hãi. Thiên Chúa không chúc phúc cho những con người giàu có trên xương máu của người khác. Ngài chỉ nhìn đến những kẻ bé mọn, chân thành, những người chăn chiên sống trong những vùng đất băng giả đã được chọn để đón nhận Chúa cứu thế. Chúa không nhìn con người trong sự sang trọng bên ngoài. Chúa nhìn thấu tâm can, Ngài thích những tâm hồn chân chất đơn sơ. Chúng ta muốn Ngài đến với chúng ta, phải lột bỏ những gì là xa hoa phù phiếm, tự mãn, hưởng thụ, vì Chúa là Thiên Chúa của những người có tâm hồn nghèo khó. Mẹ Maria, Thánh Giuse cũng là những con người nghèo khó mà Chúa đã chọn để đem Chúa vào trần gian. Chúng ta muốn đem Chúa vào tâm hồn chúng ta hãy trở thành những con người nghèo khó như Chúa.
các cậu chân chiên nhìn thấy và tôn vinh Thiên Chúa. Mẹ Maria thì ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Chúng ta hãy tôn vinh Chúa như những tên chân chiên và ghi nhận tất cả những gì chúng ta thấy nơi hang đá Bethlehem và suy đi nghĩ lại trong lòng như mẹ Maria. Như thế mầu nhiệm Giáng sinh của Chúa mới có thể mang một ý nghĩa nào đó cho chúng ta. Nếu chỉ nhìn rồi bỏ qua thì mọi sự chỉ là những hình ảnh mau qua chóng tàn, không mang lại gì cho chúng ta. Bao nhiêu lễ Giáng sinh đã qua trong đời chúng ta, có mang lại cho chúng ta những thay đổi nào không? Chúng ta có thân thiết với Chúa hơn không? Chúng ta có yêu thương hơn không? Chúng ta hời hợt và ma quỷ tinh quái. Nó tìm hết mọi cách để tách lìa chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Vì thế, nếu chúng ta không chú tâm khắc ghi những dấu hiệu tình yêu mà Chúa bày tỏ cho chúng ta qua người con yêu quý của Chúa, chúng ta không thể gặt hái được kết quả nào. Hơn nữa, chúng ta là những người đã được Chúa cho biết những gì Chúa làm vì thương chúng ta. Chúng ta hãy tôn vinh và ca tụng Chúa không ngừng vì tình thương của Chúa bền vững muôn năm. Chúng ta hãy nói cho mọi người biết những gì Chúa làm để cứu chúng ta khỏi tội lỗi và đưa chúng ta vào vương quốc của con yêu dấu của Người. Hãy nói cho mọi người biết giờ cứu độ đã điểm, công cuộc cứu vớt đã khởi đầu vì con Thiên Chúa đã đến. Ngài là Thiên Chúa khiêm nhu nhưng được loan báo, tự hạ thấp như trẻ sơ sinh nghèo khổ nhưng được tôn vinh, nhỏ bé yếu ớt phải được che chở nhưng lại là được các thiên thần hầu hạ. Là con người như mọi người nhưng là Thiên Chúa cứu độ, là Emmanuel mà nhân loại đang khao khát. Chúng ta thấy tình yêu hiển hiện trong sự nhỏ hèn. Thiên Chúa đã đi vào lịch sử con người để biến đổi tất cả, để con người làm Chúa, như Thánh Irene đã nói. Hôm nay, chúng ta thấy một dấu hiệu khác của tình yêu mà chúng ta đã quen hàng ngày, đó là Thánh Thể Chúa. Đây là dụng cụ để Chúa tiếp tục nhập thể trong mỗi người chúng ta. Các cậu chân chiên xưa kia chỉ được nhìn thấy Chúa trong máng cỏ. Chúng ta không những nhìn thấy mà còn được ăn lấy Chúa. Thì chúng ta nghĩ sao? Đó là dấu hiệu mãnh liệt nhất, rõ ràng nhất của tình yêu. Đó là sự nhập thể kéo dài qua thời gian để thánh hóa tất cả. Chúa trao ban trọn vẹn cho chúng ta để sống trong chúng ta, làm một với chúng ta. Chúng ta có muốn sống với Chúa không? Có muốn làm một với Chúa như Chúa muốn không? Đừng để ơn Chúa ra vô hiệu. Thánh Phaolô đã nói như thế. Hãy loan truyền tin mừng vì chúng ta được hiểu biết những gì Chúa tỏ ra cho chúng ta như những người chân chiên kia. Hãy làm bất cứ điều gì có thể để đền đáp tình thương của Thiên Chúa đã tỏ ra cho chúng ta qua người con một yêu quý của Người. Chúng ta không thể im lặng như Thánh Phaolô đã nói trước tòa án Do Thái. Ăn lấy Chúa để chìm sâu trong Chúa và trở thành những người của Chúa, phục vụ Chúa trong mọi người anh em. Lễ Giáng sinh có qua đi, nhưng tình yêu Chúa vẫn còn, vì tình yêu Chúa bền vững muôn năm. Linh Mục Trần Phúc.